Sở Giao thông Vận tải trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch đầu tư ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2024 đến 2030. Trong đó có 7 dự án giao thông kết nối vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An được đề xuất kinh phí gần 48.000 tỷ đồng nhằm kéo giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương. Để xem đó là những dự án nào được xây dựng ở vị trí nào, quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé. Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh Long An. Cửa ngõ phía tây quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 9,6 km hiện ngạt thở vì áp lực giao thông. Trong đó, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh Long An có chiều rộng chỉ khoảng 20 m, quy mô 4 đến 6 làn xe nên thường xuyên ùn tắc, nhất là dịp lễ Tết. Đồng thời, do không có giải phân cách giữa ô tô và xe máy nên tình hình trật tự an toàn giao thông ở đây rất phức tạp. Đây là một trong năm dự án được đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai. Dự án được áp dụng hợp đồng BOT theo chính sách đặc thù tại Nghị quyết 98 sẽ mở rộng quốc lộ 1 lên 52 đến 60 m, quy mô 8 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 12.800 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 7.700 tỷ, ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp 9.700 tỷ, chiếm 70%, còn lại là do nhà đầu tư huy động. Đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua sông Sài Gòn, kênh Thầy Cai gồm cầu vượt sông Sài Gòn. Theo quy hoạch, đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 200 km, đi qua 5 tỉnh thành phố là Bà Rịa Vũng Tàu 18,7 km, Đồng Nai 45,6 km, Bình Dương 47,45 km, Thành phố Hồ Chí Minh 17,3 km và Long An 78,3 km. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 127.000 tỷ đồng. Các địa phương thống nhất quy mô tối thiểu 4 làn xe, có làn dừng xe khẩn cấp, bố trí liên tục và giải phân cách giữa hai chiều xe chạy. Giai đoạn này cũng sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch 8 làn xe để thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua sông Sài Gòn, kênh Thầy Cai gồm cầu vượt sông Sài Gòn có chiều dài 17,3 km qua địa bàn huyện Củ Chi. Sở Giao thông Vận tải đề xuất giai đoạn 1 đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp toàn tuyến. Thành phố sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch 74,5 m. Mức đầu tư dự kiến trên 14.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách thành phố hơn 7.251 tỷ và nhà đầu tư huy động vốn hơn 6.800 tỷ. Xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn. Dự án này qua huyện Hóc Môn có chiều dài 8,5 km, quy mô rộng 30 m với tổng mức đầu tư 3.720 tỷ đồng. Điểm đầu kết nối quốc lộ 1 và điểm cuối giao với đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Giao thông Vận tải, việc xây dựng tuyến song hành Phan Văn Hớn thuận lợi do đi qua đất nông nghiệp, chưa có nhiều công trình, dễ giải phóng mặt bằng. Đường mới khi hoàn thành giúp chia sẻ lưu lượng xe với đường Phan Văn Hớn hiện hữu đang quá tải. Tuyến này còn được kỳ vọng tạo động lực giúp phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Đầu tư xây dựng quốc lộ 50B đoạn 5,8 km qua địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc tổng thể dự án xây mới tuyến quốc lộ 50B, tạo thành trục động lực liên kết vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang. Theo quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, quốc lộ 50B sẽ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Long An và Tiền Giang dài gần 55 km, đoạn qua Long An hơn 35 km, Tiền Giang hơn 14 km và Thành phố Hồ Chí Minh 5,8 km. Đây là dự án xây dựng mới có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 20.000 tỷ đồng. Trong đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, đoạn tuyến qua huyện Bình Chánh sẽ có chiều dài 5,8 km, rộng 40 m, tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng. Đoạn này sẽ hợp phần toàn tuyến quốc lộ 50B tạo trục kết nối giao thông với các tuyến vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường kết nối tới các cửa ngõ quốc tế bằng đường biển, cảng Hiệp Phước, cảng nước sâu Thị Vải Cái Mép, cảng Long An và đường hàng không sân bay quốc tế Long Thành. Xây dựng đường trục Đông Tây đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài từ quốc lộ 1 đến Long An. Đường Võ Văn Kiệt từ cầu Ca Mét quận 1 đến nút giao quốc lộ 1 huyện Bình Chánh nằm trong trục đại lộ Đông Tây của Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài gần 13 km, rộng 60 m, đáp ứng 6 đến 10 làn xe. Đường thông xe năm 2009 và được xem là tuyến đường huyết mạch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, đường Võ Văn Kiệt được kéo dài đến khu vực khu công nghiệp Hải Sơn, Tân Đô ở huyện Đức Hòa, Long An, có chiều dài 12,2 km và bề mặt cắt ngang đồng bộ với hiện trạng đang được khai thác rộng 60 m.
Giai đoạn 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch rộng 60m, xây dựng đường hai bên, mỗi đường rộng 14,5m. Phần đất dự trữ ở giữa rộng 31m, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP, bao gồm 50% vốn ngân sách thành phố và 50% vốn nhà đầu tư huy động. Xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc. Tuyến này được đề xuất mở mới qua huyện Bình Chánh để kết nối với tỉnh Long An. Quy mô đầu tư tuyến dài 10 km, rộng 40m, với điểm đầu ở đường Vành Đai 2 và điểm cuối giáp Long An. Kinh phí dự kiến 5.200 tỷ đồng. Dự án này được đề xuất theo hình thức PPP, trong đó 3.900 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố và 1.300 tỷ vốn của nhà đầu tư cân đối. Xây cầu Rạch Dơi. Dự án này qua địa phận huyện Nhà Bè với tổng mức đầu tư 781 tỷ đồng, quy mô phần cầu dài 451,9 m, rộng 15m, điểm đầu dự án tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối tại Cần Duộc, Long An. Bạn thấy sao về các dự án này? Hãy để ý kiến ở dưới video nhé! Ứng dụng CafeLand Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chưa chơi gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. CafeLand Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.